Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày 12 và ngày 13 tháng 4 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 28 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung cụ thể. Liên quan đến các sai phạm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 và các ông Vũ Đình Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trịnh Huy Đại, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam; Lương Văn Na, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty; Cao Văn Tham, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam; Phan Văn Cương, Phó giám đốc Sở Công Thương, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Ngô Đức Hoàng, đảng viên chi bộ phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó trưởng phòng Công thương, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên khác có liên quan.